Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình. Đây là ca khúc rất quen thuộc với các em bé Việt Nam. Tuy được phát hành từ năm 1997, nhưng cho đến nay, ca khúc này vẫn được coi là một trong những bài hát đáng yêu nhất về gia đình. Giai điệu nhẹ nhàng và lời ca ấm áp tình thân thường vang lên mỗi dịp gia đình sum họp. Tuy nhiên, ca sĩ Phương Thảo, người hát ca khúc này lại có tuổi thơ không đẹp như trong bài hát. Vì cô phải lớn lên mà không có cha bên cạnh, mãi đến khi gần 30 tuổi, cô mới tìm được người cha của mình, một cựu binh người Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Tuổi thơ gian nan của ca sĩ Phương Thảo và hành trình 28 năm tìm cha đầy xúc động. Trước năm 1975, cùng với sự xuất hiện của những người lính Mỹ trên chiến trường, thì những đứa con lai mang hai dòng máu Việt-Mỹ không phải là điều hiếm thấy. Phương Thảo cũng chính là một trong những đứa trẻ như thế. Cha cô tên là James Marvin Joder, vốn là cựu binh Mỹ, từng có thời gian làm cố vấn ở miền Nam Việt Nam. Trong những ngày đi học tiếng Việt ở Sa Đéc, ông đã gặp gỡ mẹ cô. Tuy nhiên, cho đến khi cha cô hết thời hạn ở Việt Nam và quay về Mỹ, ông vẫn không biết rằng người con gái Việt ấy đã mang thai. Chuyện tình ngắn ngủi giữa hai người trẻ tuổi mang hai quốc tịch khác nhau đã tạo nên hình hài một cô bé đáng yêu, chính là Phương Thảo. Năm 1968, Phương Thảo ra đời mà không có cha đón đợi, còn cha cô ở phía bên kia đại dương cũng không hề biết mình đã để lại một đứa con gái ở Việt Nam. Sau này, trong một lần sang Việt Nam, ông Joder đã từng đi tìm lại người phụ nữ Sa Đéc mà ông đã yêu ngày ấy, nhưng không tìm được. Thế rồi ông trở về Mỹ và kết hôn với một người phụ nữ Mỹ đã có 4 người con riêng. Ông không sinh thêm được một người con nào khác, vì thế suốt nhiều năm trời, ông hạnh phúc với việc trở thành cha của 4 đứa con riêng của vợ mình, mà không hề biết rằng chính bản thân ông cũng có một cô con gái. Tuổi thơ đầy gian nan của đứa bé Mỹ Lai. Mẹ của Phương Thảo rất kiên cường, bà đã chịu rất nhiều điều tiếng để có thể sinh ra và nuôi nấng con gái trưởng thành, và mối tình năm xưa trở thành một nỗi đau khó quên trong lòng bà. Phương Thảo lớn lên cũng không dễ dàng. Tuy trên giấy khai sinh cô có một người cha Việt, nhưng nhìn gương mặt cô, ai cũng hiểu cô là con lai. Khi còn bé, Phương Thảo luôn bị ám ảnh với hai từ Mỹ Lai. Cô vẫn còn nhớ cô đã từng cô đơn, lạc lõng đến mức nào khi nhận thức được sự khác biệt của mình với những đứa trẻ khác. Vì thế ngày nhỏ, Phương Thảo rất rụt rè, khép kín và luôn sợ hãi những chỗ đông người. Cô sợ những ánh nhìn tò mò, sợ bị mọi người chỉ trỏ và bàn tán. Nhiều lần cô muốn hỏi mẹ về cha, nhưng chỉ nhận được ánh mắt buồn thăm thẳm và sự im lặng của bà. Cô hiểu mẹ vẫn còn rất đau lòng nên không dám nhắc đến cha nữa. Cô dần chấp nhận sự thật rằng mình phải trưởng thành mà không có cha bên cạnh. Cứ thế, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Nhà nghèo nên từ nhỏ Phương Thảo đã đi bán hàng rong khắp Sa Đéc để phụ mẹ. Cô cứ thế dần dần trưởng thành, ngày càng mạnh mẽ như cây cỏ dại chẳng ngại sương gió. Rồi cô trở thành một ca sĩ, mang những lời ca để bày tỏ nỗi lòng mình. Cuộc hôn nhân đẹp nhất nhì showbiz. Định mệnh đã đưa cô và Ngọc Lễ đến bên nhau. Hai con người có tính cách khác biệt lại tạo thành một gia đình ấm áp. Từ khi kết hôn với Phương Thảo, Ngọc Lễ càng trở nên điềm đạm, chín chắn và có trách nhiệm với gia đình. Còn Phương Thảo lại nữ tính hơn, dịu dàng hơn và học cách quán xuyến tổ ấm của mình rất tốt. Gia đình họ càng thêm hạnh phúc khi đón hai cô con gái lần lượt ra đời. Từ một người viết nhạc rock, Ngọc Lễ đã chuyển sang viết những bài hát nhẹ nhàng, tình cảm và mang tính nhân văn dành cho vợ mình hát. Phương Thảo, Ngọc Lễ đã trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz lúc bấy giờ. Nhắc đến những ca khúc năm ấy của họ, chắc hẳn khán giả vẫn còn ấn tượng khá sâu đậm. Quay đều,
Từ những bài ca về tình yêu tuổi trẻ như Xe đạp ơi, Dấu yêu tình đầu, Con gái, Cà phê một mình, cho đến những bài hát viết riêng cho gia đình, cho con gái như bài Con heo đất, Ba ngọn nến lung linh, gia đình họ đã giành được rất nhiều tình cảm của khán giả, cũng như chính những người trong giới nghệ sĩ. Bất ngờ tìm lại được cha. Sau gần 30 năm, Phương Thảo dường như đã từ bỏ hy vọng tìm lại được người cha ruột của mình. Ngay cả khi gặp được nhà báo Thomas Pass, người chuyên nghiên cứu và có trong tay nhiều tư liệu về những cuộc tình giữa những người lính Mỹ và các cô gái Việt, vợ chồng Phương Thảo cũng không dám tin mình có thể thực sự tìm được cha. Nhưng mong ước của cô thì chưa khi nào bị dập tắt. Thomas Pass đã rất nỗ lực để giúp cô ca sĩ này. Trước hết, ông phải đến gặp mẹ của Phương Thảo để hỏi bà một số thông tin. Việc này quả thực đã khơi lên vết thương lòng của bà. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ, bà đã quyết định kể cho Thomas những điều bà vẫn khắc ghi trong ký ức về cha của Phương Thảo. Người lính Mỹ có tên James Marvin Joder. Trở về Mỹ, Thomas đã tìm kiếm rất nhiều nguồn thông tin và cuối cùng cũng tìm được địa chỉ nơi mà cha của Phương Thảo đang sống. Một ngày đẹp trời năm 1996, James Marvin Joder bất ngờ nhận được một cú điện thoại của Thomas Pass. Ông vô cùng kinh ngạc khi nghe Thomas nói rằng có thể ông sẽ bất ngờ khi nghe điều này, nhưng tôi nghĩ rằng ông có một người con gái ở Việt Nam, mà có thể vì lý do nào đó ông chưa từng hay biết. Tôi xin gửi cho ông bức ảnh của cô gái đó và những thông tin mà tôi có được, để ông tự quyết định xem phải nghĩ gì và làm gì. James dường như không tin vào tai mình, nhưng khi nhận được tấm hình, James và cả người vợ của ông đều cảm nhận được sự tương đồng trên khuôn mặt ông và cô gái này. Vợ ông động viên ông hãy quay về tìm con. Ngày hội ngộ. Ông viết cho cô con gái ruột mà mình chưa từng gặp mặt một bức thư vụn về nhưng tràn ngập tình yêu thương. Và rồi một ngày cuối tháng 11 năm 1996, sau 28 năm xa cách, cuối cùng cha con Phương Thảo cũng đã được gặp nhau ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày ấy, Phương Thảo mang tặng cha 28 bông hoa. Cảm xúc của cô trào dâng, không thể tả bằng lời. Điều cô vẫn hằng chờ đợi từ khi còn rất nhỏ, giờ đây đã trở thành hiện thực. Những khán giả biết câu chuyện của Phương Thảo cũng tập trung ở sân bay để chúc mừng cô, đã được đoàn tụ với người cha ruột. Họ đều cảm thấy xúc động và vui mừng thay cho cô. Được gặp lại cha là một điều kỳ diệu và hạnh phúc với Phương Thảo. Từ đó, cô biết ra người sinh ra mình là ai. Cô không còn tủi thân và thấy lẻ loi, chạnh lòng khi nghĩ về gia đình nữa. Trong những ngày về Việt Nam để gặp con gái, James Marvin Joder đã cùng Phương Thảo thăm lại Sa Đéc, những nơi lưu giữ đầy kỷ niệm định mệnh của ông. Ông sống trong nhà cô con gái của mình, cùng với con rể mình và những đứa cháu ngoại. Ông hoàn toàn hạnh phúc với cảm giác ấm áp đó. Con của Phương Thảo cũng rất yêu quý ông ngoại. Phương Thảo lấy họ cha, đổi tên thành Joder Kim Lan. Một thời gian sau, ông James đã bảo lãnh cho gia đình con gái sang Mỹ. Khi chuyển sang Mỹ định cư, mong ước của hai vợ chồng Phương Thảo, Ngọc Lễ là ở bên cha để bù đắp những năm tháng xa cách. Cũng hy vọng các con gái có môi trường học tập thật tốt. Cuộc sống của họ khi đến nhà mới cũng không dễ dàng vì đường xá xa xôi, chưa quen môi trường sống và lại không nói tiếng Anh thành thạo. Tuy nhiên, sau một thời gian thì mọi thứ cũng dần ổn định. Phương Thảo, Ngọc Lễ mở một phòng thu bên Mỹ, chuyên làm nhạc cho các nghệ sĩ hải ngoại. Đôi khi họ nhận lời đi biểu diễn, nhưng không dám nhận nhiều vì sợ đường xa, để con cái ở nhà không ai chăm sóc. Họ đã hòa nhập được với môi trường sống ở nước ngoài và rất hạnh phúc khi được đến thăm cha thường xuyên. 7 năm sau ngày tìm được con gái, ông James qua đời. Dù thời gian ở bên cha không lâu, nhưng chắc hẳn đó là quãng thời gian ý nghĩa nhất trong cuộc đời Phương Thảo.